Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Pita Gaming. Ngày hôm nay tiếp tục là một clip về từ game Vampire Fall Origin ha. Ở cái series này mình sẽ làm về cái nhiệm vụ thợ săn nha các bạn. Tờ hình ha. Đây các bạn mở vào cái sự kiện thợ săn này. Đó, cái này sẽ bắt đầu từ lúc 23 giờ tối thứ tư đến 11 giờ sáng tối sáng thứ năm nha các bạn. Yêu cầu các bạn phải mở mạng mới được ha. Các bạn có thể thấy là khá là nhiều phần thưởng của cái sự kiện này. Ở đây mình đã full tất cả các mốc rồi, mình nhận thưởng hết rồi. Đó. Đấy, để bắt đầu cuộc săn, để bắt đầu nhiệm vụ thì các bạn bấm vô bắt đầu cuộc săn ha. Đó, có cái nhiệm vụ của bạn. Đó, bây giờ trên bản đồ nó sẽ xuất hiện một cái vòng tròn ở phía đông Kamengrad này. Rồi chúng ta sẽ tương tác với đội trưởng để bắt đầu nhiệm vụ. Có cái vòng đỏ đỏ đó các bạn, dưới chân đó mình tương tác liên tục là được. Ở đây mình sẽ bỏ qua cho nó lẹ ha. Nó bỏ qua. Ok, đã cập nhật nhiệm vụ The Hunt. Đây, nó kêu tìm và giết một con lợn rừng. Đó, đã bắt đầu nhiệm vụ rồi các bạn. Đó, xuống dưới chỗ này ha. Đó, các bạn có thể phóng to bản đồ lên. Nó nằm ở giữa Avan và Kamengrad. Mình sẽ chạy bộ xuống luôn. Cái sự kiện này có cái khá là nhiều phần thưởng ngon nha các bạn. Các bạn cố gắng làm trong cái thời gian từ 23 giờ tối thứ tư ha đến 11 giờ sáng thứ năm. Nó sẽ có những cái phần thưởng cao hơn. Còn nếu các bạn làm trễ sau sau 11 giờ sáng thứ năm thì nó bị mất phần thưởng khá là nhiều. Cái nhiệm vụ này nói chung nó cũng đơn giản thôi, không có gì đâu các bạn. Đây, mình đã sắp đến nơi rồi. Rồi mình sẽ bật lại cái thẻ bình thường ha để tìm cái con lợn rừng và tiêu diệt nó. Rồi. Đây, lợn rừng lớn đây các bạn. Ok, mình sẽ giết nó ha. Chí mạng, chết queo luôn. Rồi, mình sẽ tele lại trở lại chỗ cũ các bạn, trở lại chỗ cái túp lều của thợ săn đó. Command Grass ha. Quay lại ra tạo một cái mồi nhử. Này mỗi tuần là có một nhiệm vụ nhé các bạn. Mỗi tuần một lần ha. Đây, chỗ này túp lều của thợ săn đây, mình sẽ trả nhiệm vụ. Giờ tạo mồi nhử sẽ có 10 cấp độ nhé các bạn. Mồi nhử càng cao thì cái con quái con boss nó càng mạnh ha. Mà cấp độ càng cao thì cái phần thưởng các bạn có thể nhận toàn bộ các phần thưởng phía trước. Các bạn có thể tùy vào sức mạnh của nhân vật của mình mà có thể chọn cái mồi nhử ha. Cái mồi nhử cấp 10 thì tốn tới 50k vàng, khá là mắc các bạn. Ở đây mình sẽ làm cái mồi nhử cấp 10 ha để cho các bạn xem quái nó mạnh, con boss nó mạnh cỡ nào ha. Đây, ở ngay Command Grass luôn bạn. Ở phía bắc luôn ha, tại gần tàn tích Command Grass này. Cái này mỗi tuần nó có thể một cái vị trí khác nhau ha. Tuần này nó ở đây mà tuần sau nó ở chỗ khác. Các bạn có thể nếu lúc đầu yếu yếu có thể chọn một cái mồi nhử cấp 1, cấp 2 gì đó. Nó vừa tiết kiệm vàng, nó vừa lại dễ đánh, không có bị chết ha. Không là cấp cao lại chết lại tốn vàng khá là đáng tiếc. Đây bạn, đó, lure location ha. Đây, nó có cái biểu tượng con mắt trên bản đồ đó. Rồi mình sẽ tương tác vào. Đó, con boss cấp mồi nhử cấp 10 900k máu bạn, khá là mạnh đấy, không đùa được. Mình sẽ tiêu diệt nó ngay. Xài hai cái cây vũ khí đâm này nó hồi phục kết quá dữ luôn ăn ơi. Hồi ôi trời 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 xém chết, may mà con tránh né tử thần các bạn ơi. Rồi kết hợp cuồng nộ rồi, mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Trời ơi xui dữ rồi, không chí mạng phát nào luôn các bạn ơi. Quá xui rồi. Không biết chết với nó không đây. Trời 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 nó nhảy mà không né được là chết với nó đó. Ok, né được rồi. Quá các bạn ơi.
Rồi, bây giờ lượt kết hợp là mình sẽ tiêu diệt nó này. Nó không có cơ hội thứ hai đâu. Nó chỉ mạng 239k đam. Quá là dữ luôn bạn này. Ok, đã xong ha. Mình vô lại cái chỗ cái chỗ thợ săn này. Đó, cái hình con mắt đó các bạn đó. Bây giờ mình nhận phần thưởng ha, các bạn nhớ nhận chứ không quên là mất phần thưởng đó. Nhớ nhận phần thưởng ha. Đó, mình sẽ thu thập. Ở đây mình đã full điểm rồi. Cho nên không cần thiết nữa. Đó, mình đã full điểm hết ha. Đó, mình nhận hết cái phần thưởng. Ngoài ra nó có mảnh vỡ đắt sắc nè, với huyết ngọc, với đó. Khá là nhiều các bạn. Sau khi các bạn mới càng nhiều điểm thì mở khóa các mốc phía dưới ha, để nhận các phần thưởng phía dưới khá là ngon. Ở đây mình đã full mốc hết rồi.